vực cuối chợ phiên phiên chợ Vạn Phúc cuối cuối cùng của tháng 6. Đấy, chuẩn bị sang tháng của hồ rồi. Hôm nay là phiên 29 nhưng mà vẫn còn khá là đông. Đây có một cây tùng kim cương rất là thích, tùng Đài Loan. Tùng Đài Loan hay tùng Nhật gì đó, đại loại là tùng. Họ là tùng La Hán các bạn. Đấy. Cây này thì tôi thích từ sáng rồi nhưng mà thấy bảo là hơn một chục rất kết nhưng mà chưa có điều kiện để chơi sâu. Đấy. Trực lắc bệ đế cũng là ổn rồi, tạm tạm có rồi, có gọi là có bệ chứ chưa ok lắm, nhưng mà nói chung là chơi ngon rồi, thân thế rất sạch sẽ, vung tán chia đầy đủ. Nói chung là một cây đáng đồng tiền bắt gặp. Ở chợ này là cũng hơi thiệt thòi đấy. Đây, quay kỹ hơn cái cây này các bác nhé. Nhiều người bảo là tưởng là cây nhựa mà, người không biết mà tưởng là cây nhựa, nhìn nó như nhựa, lá liếc, lúc nào xanh um. Đấy. Đi chợ này phải cầm mấy đôi chục đi nó mới tự tin các bạn, xác định là mua, đi là mua. Chủ cứ ngồi trong kia chả biết thế nào mà hỏi. Nhưng mà nói chung là mình không chiến được cây này rồi. Hôm nay không mang tiền. Không mang tiền cũng chưa ra chắc là lắm, chưa chốt. Đang đi làm chưa chơi sâu được. Sau này mình chuyên cây cối nên là dám chơi. Đáng đồng tiền mà các bạn. Đó, mình xa rất thích. Cao tầm 60 phân. Tán rộng tầm 60-70. 60. Tán rất đầy. Rất đầy, rất mướt. Mặt cổ này lắc hơi kém đi nhưng mà không sao, bông nó che đại được lại hết rồi. Tùng. Cái này chắc nổi bật nhất là ông Tùng này rồi. Xanh quê, xanh quê. Xanh quê. Chết chục. Chủ còn ngồi trong kia không kiểm tra. 90 triệu. À bao trên chục. Tầm dưới 20. Dưới 20 thôi. Dưới 20. Vâng. Thế thôi, nó chỉ tầm đấy quanh nào. 90 triệu. Ở dưới 20. Giờ cây cảnh nó 90 khó. Kể có nghe giá đến thế mà nhưng mà đâu phải ai cũng bỏ tiền mua được đâu. Còn nhiều việc khác là nói cho đúng thì trước này là toàn bị đầu như là đây là đang bông nó đang che đi thôi. Cái này nó hơi bị bắt mắt ở cái chỗ là cái lá của nó.
vô lý cái lá này như thế này. Như nhựa đúng không? Không phải, cái dòng này nó như vậy. Cũng có thuốc nhưng mà cái dòng này như thế. Lá Hán mình không bao giờ được như này. Cái lá nó như nhựa này, nó tròn tròn này. Cái giống này nó như vậy. Lúc nào nó mướt này. Đây là ấy, đây là tùng Việt Nam. Đây là tùng kim cương. Đây là dòng khác. À thế à? Tùng ngoại. Tùng này bên Đài Loan với Nhật hay có nhiều này. Thế nó có giá. Cái lá nó khác hoàn toàn với tùng mình. À cái này thì không ấy được, cái này thì vô tư. Cái này nó ổn định chậu rồi, chơi vô tư. Đây tùng ta đây, lộc nó khác, lá nó dài nó nhọn. Khác. Đây cho bán cho. Mấy chục. Đấy. Mấy chục đâu, 15 triệu. Thế là mấy chục cần gì? Mấy làm sao mình lấy mấy chục đâu? Mấy chục nó phải tờ đầu hai đổ lên. Rồi. Mấy chục nhiều. Mấy là mấy là cũng nhiều rồi. Mấy cái chục. Xin kiểu hoàn cái chục luôn. 1/3 cụ đang bảo 1/3 cụ lấy kìa. Chợ đâu nó thách vậy. Rồi. Mỗi cụ mỗi ông con nửa đấy. Đấy, xanh tiếp, sạch sẽ đấy. Con này là con gì nhỉ? Cứ như là đào tiên nhỉ? À bằng Đài Loan à? À hay trồng ở phố nó hay xòe xòe lên đây khác nhỉ? Nhìn tưởng đào tiên. Xanh này thì bao nhiêu anh? Không phải của mình. Cụ đang sướng nhưng mà khiếp. Có giá là cụ khiếp. Đang nhìn lá kia, nhìn lá này buồn. Được, nên dáng dấp được. Con này hay đấy cụ, quái đấy. Mắt đây thì đẹp. Thì cắt này nó nảy mắt mà. Cắt này nó nảy mắt lên thì cắt cho chú một tí thôi. Mình sẽ xanh này. Còn lại tất cả các đầu chú mày chỉ cắt lên sau. Tôi cứ bay lớn lên thôi. Đi không có cầu kỳ nhiều. Tạm thì ngày xưa cảm giác như ngày xưa chỗ này là quấn vào nhau kinh nhỉ, quấn cố tình quấn để tạo ra tạo tác ra. Thế nên nhiều chút này cũng trông trên đầu đấy, cũng đâu về bên này quấn này xịt cổ quê cổ ý đồ cả lâu năm lắm thì được quê cổ đây cái bàng Đài Loan, bàng Đài Loan hay trồng ở phố Hà Nội đây, nhưng mà cho vào đây cái tưởng cây rất giống cây đầu tiên nhưng mà lá nó bé. Chửi Long Thiên Châu à? Đây là cái bàng Đài Loan, cái bàng Đài Đảo. Bắc đảo Hà Nội thì đường phố hoặc là một số thành phố lớn thì nó hay trồng những cây này. Nó tán nó như cái ô đấy các bác. Không ngờ cây này nó lại
làm được thành như thế nào. Linh San này có phải của mình không? Đây, bác đang làm đây. Anh đi vòng chợ nhé. Đằng kia chả gì đây bạn. Ở đây, mẫu đơn cụ lợi, búi lộc vừng, cụ rừng, mẫu đơn vàng, vàng trắng nhỉ, vàng, trắng trắng trắng. Đó. Còn mẫu đơn này kinh, đơn đỏ. Cụm rừng lộc vườn. Vườn chưa ra thân chơi với lộc vườn. Đây kiểu cụm rừng ấy được. Nhưng hơi cao. Đa lộc. Để cho thấp cũng hơi cao nhỉ. Hơi cao này thì em bảo hơi cao lại cho cắt bớt thấp đi. Vì từng người. Bác kia có bác. Có người họ thích chơi thấp, có người thích chơi cao, có người thích chơi cao nữa. Có người thích to nữa. Các cụ thường thích chơi cao thế này.